xây nhà lưới ha. Cái này là dạng nhà kính. Nó có đường khác không ta? Không có đâu, nếu em nghĩ là tiệm nướng Hòa Chiêu xóm Lèo. Có đường tàu ở dưới đó nè. Để tôi ra đây nè. Năm giờ tàu quay lại à? 5 giờ 5 giờ.
phải có chiếc tàu chạy ngang quay đẹp. Tàu hả? Ở đường tàu ở dưới. Cây gì nè, trái quá trời luôn kìa. Cái bơ. Đó, trái trùng trùng luôn. Bơ bi. Này còn đang mở rộng. Hồi nãy hai đứa nó làm con ngỗng cắn nhau, tôi quên quay phim chứ. Dưới này cây dâu tây. Sao rồi? Phải có phòng mềm iPhone thì mình đặt lắm. Nó có cái chống ánh sáng một kiểu. Cái này á là phải tụ nhậu gì á là ta mới gửi lại. Đẹp rồi. Lắm. Mấy cái này là mấy cái nhà kính. Nói nhà kính chứ nó không phải làm bằng kính, nó làm bằng nhựa miếng ni lông. Còn cái này là trái bơ bi trái tròn tròn nè. Ở đây xưa là vườn dâu, còn cây dâu.